Chào mừng các em đến với môn âm nhạc lớp 4, tiết 12. Trong tiết học này, các em sẽ học hát bài Cò Lả, dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Trước khi vào học bài hát, cô giới thiệu sơ lược về dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Dân ca là do những người dân lao động sáng tác ra từ những câu ca dao hò về trong quá trình lao động sản xuất sinh hoạt và được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ là những làn điệu, những câu hát thuộc về vùng Bắc Bộ như trống cơm, bèo dạt mây trôi, cây trúc xinh v.v. Và hôm nay các em sẽ được học thêm một bài hát dân ca Bắc Bộ, đó chính là bài Cò Lả. Cô mời các em cùng lắng nghe qua bài hát này. Để giúp cho giọng của các em được mở ra hát khỏe hơn, cô mời các em cùng khởi động giọng bằng âm la nhé. La 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 la. Bài hát được viết ở nhịp 2-4 với sắc thái vừa phải phóng khoáng. Trong bài có sử dụng nhiều dấu luyến, dấu chấm dôi và dấu lặng đen. Để giúp cho các em dễ tập, cô chia bài hát ra thành 4 câu. Cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc lời ca theo tiết tấu. Con cò, cò bay lả, lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra, ra cánh đồng, tình tính tan, tan tính tình, ơi bạn rằng, ơi bạn ơi, rằng có biết, biết hay chăng, rằng có nhớ, nhớ hay chăng. Và bây giờ, cô mời các em tập từng câu. Cô quy định mỗi câu các em lắng nghe cô hát mẫu một lần và các em hát lại hai lần cùng với nhạc điệu nhé. Chúng ta bắt đầu tập từ câu 1. Con cò, cò bay lả, lả bay la. Câu 2. Các em lưu ý, luyến chính xác cho cô những từ có dấu luyến nhé. Đó là từ bay, từ cửa, từ phủ, từ bay, từ ra, từ cánh. Đặc biệt trong câu này có xuất hiện một nốt hoa mỹ, đó là ở từ phủ. Nốt hoa mỹ sẽ có tác dụng luyến nhẹ. Cô mời các em cùng lắng nghe cô hát qua câu 2. Bay từ cửa phủ, bay xa xa cánh đồng. Các em nối câu 1 và câu 2 lại với nhau. Thank you.
Câu 3 cũng tương tự như câu 1 và câu 2, xuất hiện rất là nhiều dấu luyến. Các em lưu ý cho cô dấu luyến ở cuối câu. Tình tình tăng tăng tình tình, ơi bạn rằng, ơi bạn ơi. Tiếp theo là câu 4, các em lưu ý cuối câu cái dấu làng đen, vì vậy các em không cần phải ngân dài nhé. Rằng có biết biết hay chăng, rằng có nhớ nhớ hay chăng. Bây giờ các em nối câu 3 và câu 4 lại với nhau và hát cùng nhạc đệm nhé. Như vậy là các em đã tập xong từng câu. Bây giờ cô mời các em nối lại cả bài và hát cùng nhạc đệm nhé. Để giúp cho các em vững nhịp hơn, cô mời các em vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp. Các em sẽ gõ vào những nơi cô đánh dấu X màu vàng nha. Như vậy là các em đã tập hoàn chỉnh bài hát Cò Lả, dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Qua tiết học âm nhạc ngày hôm nay, cô tin rằng các em sẽ hiểu biết hơn và yêu thích bảo tồn những làn điệu dân ca. Tiết học âm nhạc của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết âm nhạc tiếp theo.